Xin chào quý vị khán giả, chúng ta đang gặp nhau trong chương trình Bác sĩ của bạn. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì Diễm Loan xin được đề cập với tất cả quý vị câu chuyện về sức khỏe của con trẻ quý vị nhé. Rất nhiều những bậc phụ huynh á, chúng ta nghe con của mình đôi khi khò khè hoặc là thở không có được thoải mái thì chúng ta vẫn hay cho là ồ, trẻ con ấy mà, nắng mưa thất thường ấy mà, rồi sẽ tự khỏe thôi, không sao cả. Nhưng thưa quý vị, chúng ta sẽ có một cái căn bệnh mà quý vị cần phải quan tâm đặc biệt để có thể chăm sóc sức khỏe cho con. Và khi thấy những cái triệu chứng tương tự thì quý vị nên cho con mình đi thăm khám. Đó là căn bệnh mềm sụn thanh quản quý vị nhé. Và bây giờ thì nào, chúng ta sẽ cùng lắng nghe phần chia sẻ từ phía thạc sĩ bác sĩ Văn Thị Hải Hà. Xin chào bác sĩ, cảm ơn bác sĩ đã đến với chương trình. Chào Diễm Loan, chào quý khán giả. Thưa bác sĩ, căn bệnh mềm sụn thanh quản nên được hiểu là căn bệnh như thế nào ở trẻ con ạ? Bệnh mềm sụn thanh quản đó là một cái bệnh lý bẩm sinh gặp ở trẻ sơ sinh. Đó là do cái bất thường về cái cấu trúc của cái giải phẫu cái vùng thanh quản. Các cấu trúc sụn, đặc biệt là cái sụn thanh thiệt hay gọi là nắp thanh quản đó, và cái một phần ở cái sụn phễu, làm cho cái cấu trúc này nó sẽ bị mềm yếu đi và nó sẽ sa vào đường thở, làm cho cái hẹp đường thở và gây ra cái tình trạng khó thở, gây ra tiếng thở khò khè ở trẻ em. Dạ, như vậy thì cái nguyên nhân sâu xa là do cái sự kết cấu tự nhiên của cơ thể hay còn nguyên nhân gì khác nữa ạ? Nguyên nhân của mềm sụn thanh quản á, thì bây giờ người ta đặt ra rất là nhiều giả thuyết, và trong đó người ta nghĩ chủ yếu đến là do cái rối loạn về chức năng của thần kinh chi phối cái vùng thanh quản này, thanh quản thượng thanh môn. Do cái nghĩ là nó sẽ làm thay đổi cái trương lực của cái thanh quản mình á, và cho cái dây thần kinh nó chi phối vùng này nó sẽ bị rối loạn về cái chức năng. Khi cắt ngang cái dây thần kinh thì cái đường kính của cái dây thần kinh nó to hơn so với bình thường. Như vậy thì cái triệu chứng nào để cho một người có thể nhận diện được rằng em bé có thể là đã mắc căn bệnh mềm sụn thanh quản ? Từ khi bé mới sinh ra thì bé sẽ có tình trạng là khò khè, khó thở từng đợt. Người mẹ có thể là, hoặc là gia đình có thể nghĩ là do bé bị hít phải nước ối hay là viêm mũi gì đó. Nhưng mà khi mình khám bệnh thì mình sẽ không thấy có những cái vấn đề ở vùng đó. Không có dịch tiết, cũng không có bất thường ở vùng mũi, hẹp cửa mũi, v.v. Thì bé, đặc biệt là khi bé nằm bú hoặc là khi bú thì đã sẽ có tình trạng khó thở tăng lên. Có thể tạo ra tiếng khò khè hoặc tiếng rít. Và khi nằm ngửa thì nó sẽ tăng nhiều hơn và có thể gây ra những cái triệu chứng thêm nữa là phải thở co kéo, lõm lồng ngực, v.v. Dạ, và với căn bệnh mềm sụn thanh quản này thì sẽ được chia ra làm những loại khác nhau như thế nào thưa bác sĩ? Tùy theo cái mức độ, mình có thể chia từ mức độ nhẹ, trung bình cho đến nặng. Mức độ nhẹ thì bé chỉ có nằm bình thường thôi, chỉ có khò khè tăng khi là có bé có tình trạng viêm đường hô hấp trên hoặc viêm thanh quản kèm theo thì có thể gây ra tình trạng khò khè, khó thở cho bé. Còn những cái bé hoặc là đến mức độ trung bình thì bé đã có tình trạng là khó thở khi mà bé bú. Đó, bé bú bé sẽ có những cái tình trạng khó thở nhiều hơn hoặc là khi nằm ngửa. Rồi còn tình trạng nặng hơn là có những cái đợt khó thở mà gây ra tình trạng tím tái, rồi có những cái cơn ngưng thở có thể vài giây hoặc kéo dài nhiều hơn. Đó, hoặc dẫn đến tình trạng là bé không có phát triển được, không có lên cân được. Đó, và có thể dẫn đến những cái tình trạng thêm là có những cái triệu chứng thêm là như có tình trạng trào ngược dạ dày thực quản cho bé. Đa phần là những cái bé mà mềm sụn thanh quản á, đều có cái tình trạng trào ngược dạ dày thực quản. Và với căn bệnh này nếu như không được tiến hành điều trị thì biến chứng về sau có nặng nề hay không ạ? Đối với cái bệnh này á, thì là bệnh sẽ nặng thường thường là từ 4 đến 8 tháng tuổi. Nhưng mà sau đó thì khoảng từ 12 tháng tuổi cho đến 18 tháng tuổi thì bệnh nó sẽ lui dần dần. Tuy nhiên mình sẽ can thiệp điều trị ở những cái bé có tình trạng nặng, như chẳng hạn là có những cái đợt thở tím tái nè, có những cơn ngưng thở khi ngủ hoặc là ảnh hưởng đến sự quá trình phát triển của bé. Mà đa phần những cái bé này có cái bệnh lý cái viêm mềm sụn thanh quản á, thì nó sẽ có kèm theo những cái bệnh lý bẩm sinh khác như bệnh về tim hoặc là vấn đề ở trên não, mạch máu não v.v. Dạ, và với căn bệnh này hiện nay y học đã tiến hành điều trị ra sao? Có khỏi hoàn toàn hay không thưa bác sĩ? Thường thường là sau từ 12 đến 18 tháng tuổi sẽ lui dần và trở nên về bình thường. Đó. Còn những trường hợp nào nặng thì mình phải can thiệp sớm. Chẳng hạn như là sẽ phải phẫu thuật cho bé. Phẫu thuật thì mình sẽ làm cái phẫu thuật gọi là cái chỉnh hình thanh quản thượng thanh môn. Đó. Để cho làm kéo cái sụn thanh thiệt trở về cho cứng, hoặc làm cứng cái sụn thanh thiệt và là cắt cái nối giữa cái gọi là cái nẹp phễu thanh thiệt. Tại vì khi mà cái sụn thanh thiệt á, nó bị sụp ra sao đường thở và cái nẹp và phễu thanh thiệt nó bị ngắn đi, khi đó mình cắt rời ra để cho nó trở lại cái vị trí như bình thường. Với một cái cuộc phẫu thuật như vậy thì nó có phức tạp hay không ạ? Và bao lâu thì bé mới hồi phục lại như bình thường được ạ? Cái tùy theo cái độ tuổi của bé mà làm phẫu thuật. Tại vì thường thường đa phần nếu bé có triệu chứng mà nặng sẽ là gọi là những cái trẻ nhũ nhi, nhỏ thường thường đánh giá sau 2 tháng tuổi. Đó.
Thì những cái trường hợp đó thì nó có những cái bệnh nặng kèm theo nữa. Cái phẫu thuật này nó sẽ tùy thuộc vào từng bé một. Mình có thể sử dụng những cái phương pháp như sử dụng tia laser nè để cắt hoặc đốt nè, hoặc là những cái phương pháp khác, dao plasma vân vân đó, để mình sử dụng mình cắt đốt những cái vùng đó. Nếu mà trường hợp mà bé quá nặng ha, phải khó thở gấp liền, có thể là phải mở khí quản trước đó để mở một cái lỗ đây cho bé thở được, rồi bắt đầu mình mới xử trí được cái vùng ở trên. Dạ, và nếu bé đã từng trải qua một cái ca phẫu thuật như vậy để chỉnh hình lại thì sau này lớn lên có còn những cái tì vết hay là những cái biến chứng hậu phẫu thuật mà cần phải quan tâm chăm sóc cho đến khi trưởng thành không ạ? Vì khi mình can thiệp vô vùng đó, tất nhiên là mình sẽ cũng sẽ có những cái bất lợi cho bé. Chẳng hạn như cái thanh thiệt lúc đó, cấu trúc của thanh thiệt của mình bình thường á, là nó chỉ đóng lại vào cái thanh quản khi mình nuốt để cho thức ăn không tràn vào cái đường thở của mình. Và khi giờ nếu mà mình đã làm cứng cái thanh thiệt rồi thì khi bé nuốt á, thì có thể là không đóng kín lại, có thể gây hở sau này. Như vậy thì mình sẽ cần thêm những cái biện pháp, chẳng hạn như bé sau lớn mình sẽ hướng dẫn cho người mẹ, gia đình, cho bé những cái cách ăn uống như thế nào, chế độ ăn uống để cho phù hợp với bé. Thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta tìm hiểu về một cái căn bệnh mà như chúng tôi cũng đã được lắng nghe từ đầu chương trình cùng với tất cả quý vị. Đó là căn bệnh này do bẩm sinh, vừa sinh ra là con trẻ cũng có thể đã có bệnh rồi. Vì vậy mà chúng ta sẽ không phòng được ngay từ đầu. Nhưng chúng tôi hy vọng là thông tin từ chương trình sẽ giúp cho các bố các mẹ chúng ta phát hiện triệu chứng của con. Nếu như có thì chúng ta ngay lập tức nhờ sự can thiệp từ bác sĩ để điều trị cho con càng sớm càng tốt, tránh những cái hậu quả về sau. Xin được chân thành cảm ơn bác sĩ đã đến với chương trình ngày hôm nay ạ. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả trong chương trình sáng mai.